Xin chào bà con nông dân, hôm nay tôi muốn giới thiệu một giải pháp diệt trừ ruồi vàng vô cùng hiệu quả cho bà con sau sửa 85 Ever ATT. Đây là sản phẩm rất đáng tin cậy đã giúp nhiều nông dân khắp cả nước trừ ruồi vàng thành công. Ruồi vàng, cái tên nghe thôi chắc ai cũng ngán ngầm rồi. Chúng không những phá rồi cây trồng mà còn làm giảm năng suất đáng kể. Nhưng đừng lo, sau sửa 85 Eru ATT sẽ là cửu tinh cho vườn tước của bà con. Sâu sứa 85 Eru ATT là thuộc trừ sâu sinh học, sử dụng công nghệ hiện đại, đảm bảo tiêu diệt ruồi vàng hiệu quả mà vẫn an toàn cho cây trồng và môi trường. Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn cao, cam kết chất lượng tối ưu. Cách dùng sâu sứa 85 Eru ATT cũng rất đơn giản. Bà con chỉ cần pha loãng thuốc theo hướng dẫn trên bao bì rồi phun lên cây là được. Chỉ sau vài lần phun, ruồi vàng sẽ biến mất, cây trồng sẽ phát triển khỏe mạnh, cho năng suất cao, chất lượng tốt. Hơn nữa, sâu sứa 85 ATT còn có khả năng phòng ngừa ruồi vàng tấn công trong thời gian dài, giúp bà con tiết kiệm chi phí và công sức chăm sóc vườn. Để tìm hiểu thêm và đặt mua sâu sứa 85 EW ATT, bà con hãy truy cập website drpland.vn nhé. Đừng để ruồi vàng phá hoại mùa màng của mình nữa. Cảm ơn bà con đã theo dõi video. Nhớ bấm like và đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều thông tin bổ ích khác. Chúc bà con một mùa vụ bội thu. Xin chào và hẹn gặp lại.